Có rất là nhiều anh em hỏi shop tay cầm là có những cái sản phẩm của FlyVZ như Apex 4 và Vader 4 Pro không? Đó là những chiếc tay cầm cực kỳ chất lượng với cái tầm giá từ khoảng 1 triệu cho tới 2 triệu. Thì shop tay cầm vẫn luôn tư vấn cho anh em đó là hai lựa chọn ngon nhất để anh em có thể chơi một chiếc tay cầm với PC và laptop. Thì anh em cũng biết là shoptaycầm.com hiện tại là đại lý chính thức của FlyVZ tại Việt Nam. Đây là tất cả những cái sản phẩm của FlyVZ như Apex, như Vader 4 Pro hoặc thấp hơn một chút thì chúng ta có Dagot 2 với cái tầm giá loanh quanh tầm khoảng 600-700k. Thì shop tay cầm bây giờ cũng đang bán rất là nhiều. Và sau một số thời gian mà những cái chiếc tay cầm như kiểu Vader, Assassin này đang cháy hàng rất là nhiều, thì thời điểm hiện tại thì shop tay cầm đã về rất là đầy đủ dành cho anh em nhé. Phiên bản Assassin này thì giá đâu đó khoảng đồng rưỡi gì đó các bạn nhé. Phiên bản màu đen thì giá sẽ đâu đó tầm khoảng đồng 3. Còn với Apex 4 thì giá của em nó sẽ đâu đó tầm khoảng củ 9 các bạn nhé. Tất cả thì đều được bảo hành chính hãng tại shoptaycầm.com. Ngoài ra thì Dagot 2 thì nó sẽ có hai phiên bản. Phiên bản này là có dây thì tầm khoảng 600, còn phiên bản không dây để anh em có thể chơi được cả không dây và cũng như là chơi được cả mobile thì anh em có thể lựa chọn bản không dây nhé, nó sẽ chênh nhau tầm khoảng 100. Nói chung thì với những anh em mà đã thích form dáng của Xbox rồi ấy, thì trước đó thì anh em có thể sử dụng Xbox Series X rất là nhiều. Tuy nhiên thì với những phiên bản bom tấn của nhà FlyVZ hiện nay thì đã có rất là nhiều điểm nổi trội của Vader so với Xbox. Shop tay cầm thì cũng đã có một cái video gọi là review và so sánh những cái điểm vượt trội, những cái điểm mà ao trình của FlyVZ so với Xbox. Điển hình nhất là cái polling rate rất là cao lên tới khoảng 1000Hz với cả Vader và cả Apex. Những phiên bản giá rẻ như Dagot 2 thì cũng đã có cho mình một polling rate lên tới 500. Tốc độ truyền tải dữ liệu cực kỳ nhanh để anh em chơi những cái tựa game cần cái độ chính xác, cần cái độ phản hồi tức thì nó sẽ vượt trội hơn so với là Xbox Series X. Bây giờ thì polling rate của Xbox Series X nó chỉ cập nhật ở mức là 125Hz mà thôi. Với PS5 chính hãng thì nó sẽ khoảng là 250 nhé. Đối với những anh em chơi như kiểu Xbox Online thì mình nghĩ là 250Hz đã là quá tuyệt vời rồi. Nhưng càng cao thì nó sẽ càng tốt và anh em lắc bóng các thứ thì nó sẽ càng mượt mà hơn. Cũng như với đó thì bây giờ anh em có thể nhìn thấy là một chiếc tay cầm của FlyVZ đang thiết kế cực kỳ đẹp rồi. Đây là Xbox Series X. Thực ra Series X nó cũng ra rất là nhiều những cái phiên bản mới, rất là nhiều những cái màu mới. Tuy nhiên thì những cái công nghệ trong tay cầm thì nó không update quá là nhiều. Còn đây là FlyVZ, một chiếc tay cầm mà ra hàng năm. Đây là một chiếc tay cầm mới nhất của FlyVZ của Vader 4 Pro các bạn nhé. Phiên bản màu Assassin nhìn rất là đẹp. Và cá nhân với mình nhé, trong cái tầm giá khoảng 1,5 triệu thì đây cũng là một trong những chiếc tay cầm đẹp hàng đầu. Nói chung là vừa đẹp mà nó lại vừa trang bị cho anh em rất là nhiều những công nghệ. Anh em thích kiểu macro thì cũng có thể sử dụng với 4 phím macro mặt sau và 2 phím macro mặt trước. Nó sẽ rất là lợi thế để anh em có thể gắn những cái tổ hợp phím vào. Ví dụ như anh em chơi FC Online gắn FD, hay là anh em chơi những cái tựa game nào đó mà cần một cái combo ấy, để đỡ tiết kiệm cái thời gian để anh em bấm một nút. Một nút thì sẽ dùng một tổ hợp phím rất là dài được luôn. Nó có thể macro hành trình được các bạn nhé. Cùng với đó thì Xbox Series X bây giờ thì cái cần của nó thì cũng chưa được trang bị những cái công nghệ mới nhất của cần analog, cần Hone Effect. Còn trên Vader 4 Pro, một chiếc tay cầm cải thiện và cải tiến theo từng năm, thì cần Hone Effect chắc chắn sẽ được trang bị rồi. Còn Hone Effect sẽ giúp cho cái độ bền của tay cầm sẽ rất là cao và cái độ tùy biến của chiếc tay cầm này cũng rất là khủng khiếp các bạn nhé. Chúng ta có cái vòng kim loại ở tay cầm này, các bạn có thể điều chỉnh được độ lặng nhẹ nhé. Đây là anh em muốn unlock nó xoay nhanh, mượt, nhẹ hay là muốn xoay lặng thì các bạn cũng có thể điều chỉnh được này. Rồi là có thể đẩy cái lúm này, anh em phải thay thế cái lúm rất là tiện nhé. Muốn thay thế cái lúm, ví dụ như một chiếc tay cầm của Xbox Series X mà các bạn bị mòn cái unlock này, cái chụp thôi nhá, thì các bạn phải tháo bung của cái tay cầm ra. Còn với những chiếc tay cầm của FlyVZ như kiểu Vader và Apex, các bạn chỉ cần mua cái lúm này để thay thế thôi. Và shop tay cầm thì có đầy đủ những cái lúm của FlyVZ để anh em có thể thay thế vào đây nhá. Các bạn chỉ cần bỏ nó ra và thay vào mới thôi. Ai cũng có thể thay được cái lúm chụp của Vader 4 Pro mà không cần phải tháo tung cái chiếc tay cầm này ra các bạn nhé. Rồi là trigger này, các bạn có thể này, trigger nó có thể khóa lóc lại đó, thì các bạn có thể bấm một cách rất là nhanh, cái hành trình của nó cực kỳ ngắn, một phát bấm là ăn ngay. Nó sẽ phù hợp rất là nhiều những cái tựa game mà anh em muốn độ phản hồi tức thì cũng cần trigger. Rồi là nó có thể tùy biến rất là nhiều thứ ở trên app chính hãng của FlyVZ. Còn với Xbox thì cái việc đó thật sự là rất khó các bạn nhé. Nói chung thì trong cái tầm giá bây giờ anh em muốn một cái tay cầm form Xbox với cái tầm giá trên 1 triệu thì chắc chắn Vader 4 Pro, màu Assassin, rồi là cả Apex, rồi thậm chí là màu đen có thể tiết kiệm cho anh em tầm khoảng 1-200, thì đó là một trong những lựa chọn hợp lý nhất dành cho anh em bây giờ nhé. Tất cả những chiếc tay cầm của nhà FlyVZ như Vader, như Apex, như Dagot 2 và các cái phụ kiện của nó như đốc sạc này, như bao đựng này, như núm chụp thay thế này, thì tất cả đều có đủ tại shoptaycầm.com để phục vụ dành cho anh em nhé. Anh em nào ở Hà Nội thì có thể ghé qua trực tiếp shop tay cầm
để mua sắm, để trải nghiệm những chiếc tay cầm của nhà Fadizi như mình đang cầm ở đây các bạn nhé. V4 Pro màu này rất là đẹp. Một thời gian nó cháy hàng và bây giờ thì nó đã có sẵn hàng trở lại rồi, thì anh em có thể mua sớm, không kẻo là hết hàng nha. Mua Apex 4, mua Vader 4 Pro và cả là Daigo 2 của nhà Fadizi, anh em đừng quên ghé ngay shoptaycam.com nha.